Xin chào quý vị và các bạn. Kênh Xe Channel là kênh chuyên về xe ô tô và xe máy. Kênh Xe Channel xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn video. Exciter 175 giá bao nhiêu? Thông tin Exciter 2017 ra mắt cùng hình ảnh và giá bán. Với những tín đồ của xe Exciter thì Exciter 175 là xe được mong đợi. Dòng đời Exciter sẽ nằm trong khoảng 4 đến 5 năm. Trong khoảng thời gian này, nhà sản xuất sẽ fix lỗi ban đầu, làm mới mình bằng cách thay đổi tem, màu xe. Do đó, thông tin Exciter 175 sẽ nằm trong khoảng năm 2019-2020 sẽ bắt đầu chính thức được phát động. Do dòng Exciter 150 mới ra mắt chưa được 1 năm, chưa có lần nào làm mới, nên thông tin về Exciter 175 ra mắt vào năm 2016 là không hề chính xác. Yamaha Exciter 175 chuẩn bị ra mắt trong năm 2017. Trong những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2016, cộng đồng fan của dòng xe Exciter gần như đứng ngồi không yên trước tin tức Yamaha sắp ra mắt Exciter 175cc trong năm 2016. Vậy thực chất tin tức này xuất phát từ đâu? Tính xác thực của thông tin này như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây. Dòng Exciter không chỉ ở Việt Nam quan tâm, mà các nước lân cận như Malaysia hay Indonesia và Thái Lan có một mối quan tâm đặc biệt. Mới đây, khi Exciter 175cc thế hệ mới tiếp theo của dòng xe côn tay đang hot này lại được các fan cuồng tung ra những hình ảnh được cho là thế hệ tiếp theo của Yamaha Exciter. Tại thị trường Indonesia, Exciter được biết đến với cái tên Jupiter MX. Đồng thời, một bộ tem Jupiter MX King 175 cũng xuất hiện, càng làm dấy lên nghi ngờ về phiên bản Exciter 175 mới sắp ra mắt. Tuy nhiên, sau khi xác nhận thì đây là hình ảnh mẫu Exciter Concept của chiếc Exciter 150 từng được giới thiệu vào năm 2014. Yamaha cũng từng tổ chức một khảo sát khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh về mức độ quan tâm của người dùng với phiên bản tiếp theo của dòng xe này. Đây rất có thể là những chuẩn bị bước đầu trước khi ra mắt Exciter 175 phân khối. Hơn thế nữa, thị trường xe côn tay phân khối lớn trong thời gian tới đang được dự đoán sẽ phát triển mạnh nhờ việc nới lỏng chính sách của chính phủ. Chính vì thế, việc Exciter 175 xuất hiện trong thời gian tới tại Việt Nam cũng là điều không quá bất ngờ, và chắc chắn đây sẽ là sự lựa chọn khó bỏ qua của những fan hâm mộ dòng xe côn tay của Yamaha. Tuy dòng Exciter đã nâng cấp từ 135 phân khối lên 150 phân khối, nhưng đối với các bị cơ, các khách hàng trung thành dòng xe Exciter vẫn chưa thỏa mãn, bởi bằng A1 vẫn nằm ở ngưỡng 175 phân khối. Do đó, đây vẫn là hy vọng của các big cơ. Đối với Exciter 175 tương lai, hãng xe Nhật Bản tiến hành một cuộc khảo sát giữa kỹ thuật viên Yamaha Nhật, Yamaha Việt Nam, thông dịch viên và những người tiêu dùng đang sở hữu Exciter 150 tại Hồ Chí Minh với 30 câu hỏi khác nhau. Trong buổi phỏng vấn, kỹ sư Nhật đã đưa ra câu hỏi: nếu trong 4 đến 5 năm nữa Yamaha Nhật Bản ra mắt phiên bản tiếp theo của dòng xe này với phân khối dưới 175 phân khối, thì các khách hàng thân thuộc có muốn sở hữu thêm không? Điều này như ngầm khẳng định rằng vào năm sau chắc chắn sẽ không ra mắt Exciter 175 mới. Thêm vào đó, Exciter 150 mới vừa được ra mắt chưa đầy 1 năm, cho nên tin đồn Exciter 175 được ra mắt vào năm sau là điều khó có thể thành hiện thực. Exciter 175 dự đoán sẽ là mẫu xe thỏa mãn được mọi tín đồ Việt Nam cả về sức mạnh và thiết kế. Bởi dù dòng Exciter đã nâng cấp từ 135 phân khối lên 150 phân khối, nhưng đối với các picker, điều đó vẫn chưa đủ. Exciter 175 giá bao nhiêu? Yamaha nói gì về tin đồn sắp ra mắt Exciter 175cc? Khi mà Exciter 150 còn chưa hết hot, thì hãng xe Nhật Bản đã lên kế hoạch cho thế hệ tiếp theo với dung tích lớn hơn 175 phân khối. Tại cuộc khảo sát bất ngờ dành cho khách hàng sở hữu Exciter 150 được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Yamaha đã đặt ra câu hỏi: nếu trong 4 đến 5 năm nữa
Yamaha Nhật Bản ra mắt phiên bản tiếp theo của dòng xe này với phân khối dưới 175 phân khối, thì các khách hàng thân thuộc có muốn sở hữu thêm không? Đây là tín hiệu khá rõ ràng cho việc hãng xe máy Nhật Bản sẽ đưa ra một lựa chọn mới đối với dòng xe côn tay chủ lực này. Bởi với rất nhiều chủ xe, 150 phân khối vẫn chưa thể làm hài lòng, ham mê tốc độ của họ. Và quan trọng hơn hết, thị trường mô tô với dung tích xi lanh lớn đang ngày càng bùng nổ. Bên cạnh đó, Yamaha Việt Nam còn tiết lộ rằng phiên bản mới sẽ được nâng cấp thiết kế phần đuôi xe giúp Exciter mới thể thao hơn. Thay đổi này được Yamaha Việt Nam khẳng định là bất ngờ lớn. Yamaha cũng là hãng xe sản xuất xe máy đầu tiên đưa các mẫu xe 135 và 150 phân khối về lắp ráp tại Việt Nam. Chính vì thế, Exciter 175 nếu có, thì việc mẫu xe này tiếp nối đàn anh thâm nhập thị trường nước ta cũng là điều không quá bất ngờ. Thông tin Yamaha Exciter 2017 mới nhất về hình ảnh và giá bán. Với dòng Exciter 150, Movista sẽ thêm màu trắng nhiều hơn kết hợp với màu xanh GP, thay cho màu xanh GP được sơn toàn bộ dàn áo như phiên bản 2016. Hai màu xanh GP và trắng cũng là hai màu chủ đạo của Yamaha từ xưa đến nay, nay đã xuất hiện trở lại trên phiên bản Movista 2017. Exciter 150 2017 Movista tiếp tục mang đến chất thể thao đặc trưng của đội đua Yamaha Movista với mô phỏng vẻ ngoài của mẫu xe đua IRR-M1 mới nhất năm 2016. Điểm đặc biệt chính là màu sơn và bộ tem của phiên bản này đã được thiết kế gần giống nhất so với phiên bản gốc, tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn. Exciter 150 Movista mới chắc chắn sẽ làm người xem liên tưởng đến những đường đua MotoGP rực lửa trên toàn thế giới. Lời tốc độ và sức mạnh dẫn đầu của chiếc xe Yamaha làm say đắm biết bao người hâm mộ. Exciter 150 2017 Camo sẽ được bổ sung thêm màu đất, được thể hiện rõ ràng hơn thay cho màu xanh cho phiên bản 2016. Exciter 150 Camo 2017 mới mang phong cách hoang dã đầy bụi bặm của sa mạc, khẳng định chất riêng với màu nhạt hơn nhưng vẫn đậm nam tính nhờ cách phối màu khéo léo và logo thiết kế tinh tế. Phiên bản mới này đi theo xu hướng phong cách camo đang thịnh hành, mang lại vẻ đẹp phóng khoáng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên cơn sốt cho các fan của Exciter 150. Hiện tại, ở Việt Nam, Exciter 150 dù không còn tạo sóng trên thị trường xe máy như khoảng thời gian mới ra mắt, nhưng đây vẫn là cái tên hot và là sự lựa chọn khó bỏ qua của nhiều người muốn tìm mua một chiếc xe côn tay thể thao, bởi giá bán của Exciter 150 đã giảm xuống so với trước Tết Nguyên đán khoảng 5 triệu, nhưng vẫn còn rất cao so với giá niêm yết. Song, bất chấp điều đó, nhu cầu đối với Exciter 150 vẫn chưa giảm sút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh miễn phí và like, comment dưới video để góp ý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Hey girl, hey my body girl.